Hôm nay mình xin nói về cái thị trường công cụ phái sinh của một tiến sĩ Trần Thị Mộ Tuyết. Vào khái niệm như sau, thì CKBH là hợp đồng tài chính, công cụ tài chính mà giá trị của nó được xác định dựa trên giá trị của công cụ khác, thường gọi là công cụ cơ sở. Các hợp đồng lựa chọn hay là quyền lựa chọn, quyền chọn, hợp đồng quyền lựa chọn là một kiểu hợp đồng giữa hai bên, trong đó một bên cho bên kia được quyền mua và bán loại hàng hóa cụ thể, một loại chứng khoán nào đó với một giá xác định ở một thời hạn nhất định. Một hợp đồng quyền lựa chọn bất kỳ đều bao gồm bốn đặc điểm cơ bản sau đây. Một là quyền, tức là quyền được chọn bán hoặc là chọn mua, tên hàng hóa cơ sở, khối lượng được mua hoặc là khối lượng được bán theo quyền, ngày hết hạn, giá thực hiện. Người bán quyền, tức là người trao quyền cho người mua để đổi lấy một khoản tiền, được gọi là giá quyền hay là phí quyền. Mức giá tại đó công cụ này có thể được mua hoặc được bán, gọi là mức giá thực hiện quyền. Ngày mà sau đó quyền hết giá trị gọi là ngày hết hạn. Đúng không? Những mức giá liên quan tới quyền lựa chọn là tới quyền lựa chọn là bao gồm là giá thị trường, tức là giá thị trường hiện hành của loại hàng cơ sở, giá hàng hóa cơ sở thực hiện theo quyền, giá của bản thân quyền lựa chọn. Các dạng hợp đồng quyền lựa chọn, quyền chọn, tức là hợp đồng quyền lựa chọn có hai loại: quyền chọn mua và quyền chọn bán. Hợp đồng quyền lựa chọn cung cấp cho người chủ quyền mua hoặc bán chứ không có nghĩa vụ mua hoặc bán. Ví dụ như là một cái NDTA mua một hợp đồng call option thì 100 cổ phần EDX với giá trị là 100 USDCB bất kỳ lúc nào trong vòng 3 tháng tới. Phí mua call option là 2% hay là 200 USD trên một hợp đồng. Nếu giá chứng khoán mà EDX tăng khoảng 120 USD trên một CB trong vòng 2 tháng thì NDT A sẽ có thể thực hiện hợp đồng là 100 CB với giá là 100 USD CB, sau đó đem ra thị trường bán với giá là 120 USD CB. Như vậy, NDTA sẽ được hưởng cái lợi nhuận do sự chênh lệch giá sau khi đã trừ phí đi mua đi cái sân. Và trong trường hợp này thì NDTA đã lời là 120 USD nhân cho 100 trừ cho 100 USD nhân cho 100, nghĩa là bằng 2.000 USD. 2.000 USD mà trừ cho 200 USD là được 1.800 USD. Ngược lại, nếu chứng khoán SDX trên thị trường sụt giá dưới 100 USD và đứng giá trong vòng 3 tháng đến thời hạn thì NDTA sẽ không thực hiện hợp đồng vì lỗ thêm, nên cuối cùng NDT sẽ chịu mất 200 USD do phí mua call option. Và cái ví dụ thứ hai đó chính là NDTB nghĩ rằng giá CBI sẽ hạ nên mua hợp đồng put option là 100 CB, thời hạn là 3 tháng với giá là 100 USD CB. Phí mua bớt option là 200 2% hay là 200 USD hợp đồng. Chứng khoán y sẽ rớt giá xuống còn 90 CB. NDTB sẽ thực hiện hợp đồng là bán 100 CB với giá 100 USD CB. Đấy, thì người bán hợp đồng thị trường với giá là 100 USD của người mua hợp đồng bớt option NDTB. Như vậy, NDTB sẽ lời 10 USD CB trừ cho 2 USD CB. Phí mua option sẽ lời được là 8 USDCB hay là 800 USD CB.
CB hợp đồng. Cái khoản hợp đồng tương lai là cái khoản hợp đồng đáp ứng cho việc giao khoản tiền xác định một loại hàng hóa nhất định trong một thời gian xác định trong tương lai. Hợp đồng tương lai có quy định hợp đồng có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào và có thể thực hiện vào cuối hạn định, để cho mọi thiệt hại khi hợp đồng không được thực hiện, cả hai loại bên mua và bên bán phải ký hủy vào lúc hợp đồng. Như vậy chúng ta đã kết thúc được cái phần trong cái phần thị trường công cụ phái sinh này, và chúng ta sẽ bàn cụ thể hơn, kỹ càng hơn ở trong cái phần sau.